mới qua nửa tháng đầu năm 2024, hãng máy bay lớn bậc nhất thế giới Boeing đã phải đối mặt với những sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay 737. Chưa lâu sau vụ nổ bảng điều khiển của Alaska Airlines, một chiếc máy bay khác của hãng tại Nhật Bản cũng đã trải qua sự cố với cửa buồng lái nứt giữa không trung. Những biến cố này khiến dòng máy bay Boeing 737 MAX 9 buộc phải tạm ngừng hoạt động để tiến hành điều tra. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên mà dòng máy bay này phải đối mặt với quyết định đình chỉ. Năm 2019, Boeing 737 MAX đã bị cấm bay trên toàn cầu trong 2 năm sau vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia. Dù khó tin nhưng chỉ tính riêng dòng máy bay Boeing 737 thì đã có tới 12 vụ tai nạn được ghi nhận kể từ năm 2010. Hãy cùng Travel Everywhere điểm lại những sự cố đó trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết là thông tin về dòng máy bay Boeing 737. Đây là một trong những dòng máy bay thương mại phổ biến nhất trên thế giới, được hãng Boeing của Mỹ sản xuất từ năm 1968, với hơn 10.000 chiếc đã được sản xuất và sử dụng trên 190 quốc gia. Boeing 737 chắc chắn là một phần không thể thiếu trong lịch sử hàng không thương mại toàn cầu. Độ phổ biến ngày một tăng cũng là lúc dòng máy bay này nhận về những tin dữ từ các đối tác, trong số đó phải kể đến hai vụ rơi máy bay thảm khốc chỉ trong vòng 5 tháng vào cuối 2018, đầu 2019. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 10 năm 2018, máy bay 737 MAX 8 mang số hiệu 610 của hãng hàng không Lion Air đã lao xuống biển Java sau 13 phút cất cánh từ sân bay quốc tế ở Jakarta, Indonesia. Tất cả 189 người trên máy bay đều thiệt mạng, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố lỗi phần mềm của hệ thống điều khiển. Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 10 tháng 3 năm 2019, máy bay 737 MAX 8 mang số hiệu 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Bau của Ethiopia. Toàn bộ 149 hành khách cùng 8 phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Theo điều tra, cảm biến gốc tấn bên trái của máy bay bị hỏng ngay sau khi cất cánh, khiến cho phi công mất quyền kiểm soát dẫn đến tai nạn không đáng có. Vụ tai nạn thảm khốc gần đây nhất của dòng Boeing 737 là chuyến bay MU-5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Chiếc Boeing 737-800 bay từ sân bay Trường Thủy đến sân bay Bạch Vân vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, đã rơi từ độ cao 8.900m sau 64 phút cất cánh và rơi xuống thành phố Ngô Châu. Tất cả 132 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Điều đáng buồn là đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn là một bí ẩn. Các điều tra viên vẫn đang tích cực tìm kiếm câu trả lời. Ngoài ra, các tàu bay cùng loại cũng từng gặp những sự cố đau lòng khác do một số nguyên nhân khách quan không đến từ phía kỹ thuật. Ngày 25 tháng 1 năm 2010, chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu 409 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã đâm xuống biển Địa Trung Hải ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Beirut Rafik Hariri. Chuyến bay có 90 hành khách và 8 phi hành đoàn, đáng buồn là không có ai sống sót. Ngày 22 tháng 5 năm 2010, máy bay 737-800 mang số hiệu 812 của hãng hàng không Air India Express đã trượt khỏi đường băng và lao xuống một thung lũng gần đó, trong khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mangalore. Trong 158 hành khách cùng 6 phi hành đoàn, chỉ có 8 người sống sót. Ngày 19 tháng 3 năm 2016, máy bay 737-800 mang số hiệu 981 của hãng hàng không Fly Dubai từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bay đến Nga đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh do điều kiện thời tiết kém và tất cả 62 người trên máy bay đều thiệt mạng. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, máy bay 737-800 mang số hiệu 73 của hãng hàng không Air từ Micronesia đến Port Moresby đã lao xuống một đầm lầy khi bay trung chuyển đến sân bay quốc tế Chuuk. Vụ tai nạn đã khiến 47 người thiệt mạng. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, máy bay 737-800 mang số hiệu 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị bắn hạ ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran khi đang thực hiện hành trình trở lại Kyiv. Phía Iran sau đó đã thừa nhận đây là một tai nạn khi phòng không nước này nhận nhầm PS-752 là một mối đe dọa. Toàn bộ 167 hành khách và 9 phi hành đoàn đều thiệt mạng. Ngày 7 tháng 8 năm 2020, máy bay 737-800 mang số hiệu 1344 của hãng hàng không Air India Express đã đâm vào một hẻm núi ở sân bay quốc tế Calicut khi các phi công cố gắng hạ cánh trong điều kiện trời mưa lớn. Phi hành đoàn và 18 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Hàng loạt những sự cố xảy ra từ năm 2010 đến nay đã đặt ra nhiều câu hỏi và mối lo ngại đối với dòng máy bay Boeing 737. Hy vọng rằng quá trình điều tra lần này, Boeing sẽ đưa ra được những kết luận chính xác, từ đó nâng cao chất lượng thiết kế và tạo ra những thay đổi tích cực. Hãy cùng chia sẻ và thảo luận về những quan ngại và ý kiến của bạn trong phần bình luận ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video này và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo của Travel Everywhere.